Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang đứng ở trước không gian lô tùng mini của anh Hòa Duy. Vâng, xin chào anh Hòa nhé. Vâng. Vâng, thế hôm nay anh mời Đỗ Sinh xuống thì anh có cái dự định gì trong cái chương trình hôm nay? Hôm nay mời bác Đỗ Sinh xuống là muốn là cũng bán một số cái dòng tùng này giá hợp lý đến tay anh em chơi. Nên là bởi vì anh em tất cả mọi người thấy cái dòng này nó tương đối là giá nó tương đối là cao ấy. Thì hôm nay thì cháu sẽ xả bớt một ít đi với mức giá nó hợp lý nhất có thể các bạn. Cây về Việt Nam khá là ok, nói chung là nó phát mạnh lắm bác. Vâng. Và các cái đọt như cái này nó phát là bình thường, thì cái này nó phát nó gọi là mạnh rồi bác. Nó vẫn là cùng một dịp đấy. Nhưng về Việt Nam nó bảo nó phát do muống. Thì bây giờ nó đang mùa mưa mà. Đủ độ ẩm, đủ chế độ chăm sóc của nó là nó lên nhanh. Vậy thì hôm nay là cứ làm cái chương trình gọi là anh Hòa Duy tri ân khách hàng đi. Vâng. Giảm giá gọi là kịch sàn đi nhá. Vâng. Thế bây giờ tôi lướt qua cái lô mà anh nói là ngày hôm nay anh tri ân đấy, khách hàng anh giảm giá đâu? Bắt đầu từ đâu nào? Dạ, cháu cả cái sách này nói chung là nó cùng một loạt như thế này cháu bán sẽ là đồng giá quá. Vâng, đây rồi. Bây giờ tôi đi lướt đã, xong anh sẽ nói về giá cả sau nhá. Đây. Bắt đầu từ cái điểm anh ấy đứng này, chúng ta chạy theo cái đường này này. Rất nhiều nhá các bác nhá. Đấy. Mà nó cứ sàn như nhau. Đấy. Về bóng cây. Thế sau đó anh Duy sẽ có ý kiến về cái giá cụ thể như thế nào. Đấy, chúng ta đây này. Chứ bây giờ đi quay từng cây thì không thể quay được đâu, mà cũng không cần thiết. Đấy, sau này qua cái kết nối số điện thoại và cũng chính là cái Zalo của anh Hòa Duy thì các bác có thể yêu cầu anh nâng lên một vài cây anh soi kỹ lại. Đấy. Đấy, tôi đi hết cái dẻo này, nhiều lắm. Trong cái đợt này với cái tri âm đầu tháng 7 này, cái số lượng cây nhiều và cái ý tưởng của anh muốn là tri ân với anh em chúng ta một số những cái cây tùng mà được nhập về đây với thời gian từ cái lúc anh đưa về đây là mấy tháng rồi nhỉ? Từ lúc cháu đưa về đây nó gần nửa năm đến nơi rồi. Gần nửa năm rồi. Vâng. Vâng. Có dãy bên này nữa không? Bên này nó là hàng giống. À, bên này là giống thì thôi à, đúng không? Vâng. Chỉ có giải quyết trong cái cuốn video là cái hàng này thôi à? Vâng. Và bên kia? Bởi vì hàng giống thì nó không phải là quá nhiều tiền đấy bác. Thế còn cái dãy bàn bên kia? Dãy bên này hàng như thế này nó không thế bác. Nó hàng nhỏ này có bán giá. Thế nhưng mà hôm nay nếu mà quay mà để tri ân và giảm giá thì có dãy này thôi gì? Vâng, để các bác về chơi thử xem. Về chơi thử đúng không? Đây dãy này nhá. Vâng. Thế tôi để đi ngược đến kia một lần nữa. Vâng. Thế sau đó thì anh sẽ lấy một hai cây lên anh nói chuyện với khách hàng nhá. Vâng. Rồi. Bác chơi thử xem lá dòng này nó có được không. Về cái màu với chất lá thì tôi cảm thấy là rất tuyệt vời rồi. Đây này chúng ta ngắm này. Rất là ưng ý rồi. Đấy. Đây, dài ra đằng kia. Sau đó đến cái chỗ quãng giữa này đi. Anh có thể giới thiệu vài ba cây. Ví dụ như chỗ này đi. Những cây nó sõi cũng được. Hoặc là cứ cây trung bình đi anh ạ. Bác nào thích chơi dạng trực nắc thì có loại thân nó sẽ là như thế này. Đây là trực lắc này. Vâng. Rồi. Còn nếu mà chơi loại lùn thì thân nó sẽ đảo hơn. Anh chọn lấy 3 cây 3 loại. Loại gốc to nhưng mà nó gốc bồ nhưng mà lùn. Đây như loại này cháu đã tưởng dăm và bóc một tí nữa qua. Rồi. Thì đường thân nó sẽ lộ ra bác. Rồi. Vâng. Đấy là dạng thứ hai. Vâng. Còn cái cây nào mà bác nào thích chơi tán nó lùm xùm như cũ thì các bác sẽ chọn cái hàng như thế này. Ừ. Anh ngửa cây lên tôi nhìn thấy gầm. Được rồi, sao đây? Ok. Vâng. Đấy. Hoàn thì... toàn vẫn là chậu nhựa tất là anh. Vâng, hoàn toàn vẫn là chậu nhựa. Đây rồi. Thế thì bây giờ cứ một cây như tay anh ấy đang cầm ấy thì giá khoảng bao nhiêu anh? Nếu một cây như tay cháu cầm như thế này nó sẽ rơi vào, nghĩa là một cái chọn các bác chọn thì nó sẽ rơi vào 1,6 triệu bác. 1,6 triệu một cây. Vâng. Rồi. Để tôi làm kiểu ảnh nhá. Giữ nhá, nhìn nhá. Rồi. Rồi. Như cây anh ấy đang cầm đây là 1,6 triệu. Thế thì bây giờ mà đây là cái giá rau tại vườn à? Giá này giá rau tại vườn quá. Vâng. Có ship luôn bác. Tức là ship. Bao ship chưa? Không ạ, ship bao, cháu không bao ship bác. Tức là giá tại vườn. Vâng, thế còn tiền ship thì nếu mà có chuyển đi thì khách chàng trả. Vâng. Mình cứ rành mạch thế đấy. Thế còn nếu mà người ta lấy cái số lượng độ từ 7-8 cây đến 10 cây thì anh có cái ưu tiên gì không? Còn nếu mà 7-10 cây thì các bác cứ liên hệ cháu, nó sẽ để các bác với cái giá buôn. Giá rau số lượng nhiều 7, 8, 9, 10 cây ví dụ chẳng hạn. 10 cây cháu sẽ để giá buôn nó sẽ hợp lý hơn. Đây rồi, ok nhá. Đấy. Ví dụ như cây này lúc nãy anh báo cái kia là 1,6 triệu thì cây này bao nhiêu? Đấy cũng thế bác. Cũng thế à? Này, vâng. Cũng 1,6 triệu. Hàng cháu đã tự qua mà làm qua cái phần nũa rồi bác. Được rồi. Nói chung là nhiều cây thân pháp nó đẹp lắm. Cái này nó thân pháp nó là cây bình thường bác. Cái hàng nó thân pháp nó cũng là đều to như ngón tay cái. Hơn rồi, cái này hơn ngón tay cái nhiều rồi. Thân pháp nó cũng tương đối là đẹp. Con này thì nó chưa phải là xuân lắm. Đây nhiều con nó sắn đẹp lắm bác. Đấy, như con này đây, con này đẹp này. Con này gốc to thế. Con này cuốn rụt lại. Nhiều cây thân xoắn đẹp lắm ạ. Được. Nén này các bác sẽ nhìn rõ hơn. Rồi. Vậy là 1,6 triệu một cây. Vâng. Mua chục cây thì liên hệ riêng thì là điện riêng cho anh và anh sẽ có cái báo giá giảm đáng kể đấy đúng không anh? Nói chung là có thể dùng câu ấy được không? Không để cho anh em còn ví dụ người ta muốn về người ta bày người ta bán lại chẳng hạn. Chứ chơi thì người ta chơi chi những mấy chục cây. Nhiều. Ừ. Bởi vì hàng này nhập vào giá nó cao lắm rồi đó. Được rồi, cứ chấp nhận là tạm thời thế đã nhá. Vâng. Đấy, tôi sẽ đưa cái hình ảnh lên, anh em mà yêu thích thì sẽ alo cho anh Hòa Duy theo cái số điện thoại anh đọc chậm nào. Số cháu là số 0567894888. Số của anh đẹp thế nhỉ. Anh lại đọc 05 xong dừng ái, của anh là 0567894888. Đúng không anh? Để đọc một lèo thế. Tức là 0567894888. Ồ, số đẹp quá. Đấy. Đây là cái lô mà theo cái dọc cái trục này. Anh ấy giao lưu là 1,6 triệu một cây. Mua từ chục cây thì có một cái ưu ái hơn theo cái giá chúng ta gọi là giá buôn. Được. Đấy. Với cái tuổi cây ở trên vườn anh ấy, khi đưa về Việt Nam là gần được nửa năm rồi, đúng không anh? Vâng. Đấy, mình phải nói cái mà người ta cần phải hỏi mình thì mình phải trả lời luôn trong video này. Chậu thì chậu nhựa. Chậu nhựa đó. Giá đó bán tại vườn. Nếu mà các bác ở xa mất 100-200 tiền ship thì một cây này nó chỉ rơi tầm 50-60 nghìn. 50-60 nghìn nhưng mà tôi tùy tỉnh chứ. Không, ở đâu nó thế. Anh gửi đi đâu mà 50-60 nghìn nào tôi hỏi anh. Cháu gửi vào Sài Gòn đến rồi. Gửi vào Sài Gòn chỉ có 50-60 nghìn. Vâng. Thế thì được. Nếu mà nhà vận chuyển người ta thu trong phiếu của anh 50-60 nghìn đấy thì có thể cái tiền đó là cái tiền anh khuyến mãi cho người ta. Là anh nộp luôn tiền ship. Vâng. Tức là bán miễn ship phí bao ship toàn quốc. Vâng. Anh có chấp nhận câu ấy để bật vào trong video luôn. Được quá. Vâng, thế là được rồi. Thế là tôi thay mặt anh em là đã nói rõ về cái việc là tức là việc đóng hàng và gửi đi phí ship là anh Hòa Duy sẽ chịu. Các bác cứ chuyển 1,6 triệu là ngồi nhà nhận cây, đúng không anh? 1,650 nghìn quá. Không được. Nếu mà thế thì người ta chịu ship cho anh rồi. Đấy thì nếu mà hơn thì cháu sẽ phải chịu đúng không? Ừ. Đấy. Thế thì anh bảo là vào đây Sài Gòn cũng chỉ 50-60. Vâng, mà Sài Gòn nó chỉ tầm ý thôi mà bác. Thế tầm ý thì coi cái tiền đấy mình ra hàng cho họ. Phải bán giá ấy là cháu không có câu. Người ta mua độ 2 cây chẳng hạn là được. Nếu mà 2 cây thì cháu sẽ bao ship. Đấy. Đây rồi. Xong nhá. Cái vụ 1,6 triệu một cây. Đấy. Tri ân mà giá cũng là bất ngờ đấy, cũng so với tôi nhận định là trong làng chơi là cũng cái này nó đã được qua rồi, nó lấy lại mầm, nó nuôi lại mầm hẳn nó bên trong để mình lấy cái độ côn thu nó rụt hẳn. Cây này to lắm mà. Đúng rồi. Bác nào đã chơi tùng Nhật thì cái giá cháu báo sẽ là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Được rồi. Đấy. Nhiều cái thân xoắn bận rất đẹp. Chung này thì cần tỉa qua những cái mầm thân cái nào thoáng. Mà vừa rồi cái đợt nắng thế mà anh để chỗ này là không có cái gì bóng ở cái gì ở phía trên. Tùng này nó rất là quang nắng, thế mà nó lại ưa nắng nhỉ. Vâng. Đây. Được đấy. Vâng, có lẽ cuốn video này thế thôi nhỉ. Vâng. Anh còn cái hình ảnh gì, chương trình gì lồng cuốn này nữa không? Không ạ. Để sang cái cuốn sau ta chia sẻ một cái cuốn nữa là những cây lẻ nhá. Vâng. Đấy. Thì cái này có một số cây to. Được rồi, một số cây to và một cây lẻ. Cuốn này chỉ mang tính chất là giới thiệu theo lô. Lô tùng với 1.600.000 một cây. Đây. Rồi. Đỗ Sinh xin mời các bạn theo dõi tiếp ở cuốn video số 2 ngày trong cái dịp này tôi về với vườn anh Hòa Duy Bonsai. Tại chỗ này là ăn đường Liên khu 8 An Khánh Hoài Đức. Đường Liên khu 8 An Khánh Hoài Đức, Hà Nội. Đi từ Hà Nội lên Hà Nội lên theo đường đại lộ Thăng Long theo đường gom thì nó ở phía bên tay trái. Đấy, các bác phải đi qua hầm chui số 6, hầm chui dân sinh số 6 là sang. Còn đi từ Hòa Lạc về thì ở bên tay phải rồi. Rồi. Đấy, tôi sẽ chuyển sang cuốn sau để giới thiệu lẻ một vài tác phẩm ở đây.